như thanh niên thông tin, liên quan kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, NX khác trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao các sở, ngành nghiên cứu cơ chế đặc thù theo nghị quyết 98. Trong đó, sở KX đội tuyển được giao rà soát, ban hành quy trình giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính trong thủ tục đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở, dự án xây dựng NX khác, nhà ở công nhân theo quy định của pháp luật, chủ trì, phối hợp với các sở ngành và công ty đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, SFIC, nghiên cứu đề xuất Ủy ban Nhân dân TP xem xét việc bổ sung các dự án xây dựng NX khác, nhà ở cho công nhân vào chương trình kích cầu đầu tư của TP để tổ chức triển khai thực hiện theo nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Sở KX đội tuyển cũng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính về việc bổ sung vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn sự nghiệp để hỗ trợ, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, DN, nhất là các DN lớn, uy tín trong lĩnh vực bất động sản, tham gia và triển khai đầu tư xây dựng dự án NX, nhà ở công nhân, tạo nguồn cung cho thị trường. Sở QXKT được giao khi quy hoạch các khu đô thị mới, khu công nghiệp mới nhất thiết phải kèm theo quy hoạch NX, nhà ở công nhân đảm bảo hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy định, quy hoạch, bố trí các dự án NX, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Sở TMT được giao rà soát, ban hành quy trình giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích làm nơi khác, khuyến khích, ưu đãi thêm để hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và đóng góp vào chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh theo nghị quyết 98. Thật sự vui mừng khi biết thông tin Thành phố Hồ Chí Minh dùng cơ chế đặc thù để xây dựng nhà ở xã hội. TP đã tích cực vào cuộc sau khi có nghị quyết 98. Trong đó có việc giao các sở ngành nghiên cứu các cơ chế đặc thù theo nghị quyết 98. Mong rằng các sở ngành được giao nhiệm vụ hãy làm hết sức mình, tận dụng tốt các cơ chế đặc thù cho phép để đẩy mạnh, đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở xã hội nhằm đáp ứng được nhu cầu của những người có thu nhập thấp, người nghèo. Đừng để lỡ cơ hội nhé Thành phố Hồ Chí Minh, bạn đọc, Bider, Con Ngờ Oang phấn khởi viết. Cùng ý kiến, Bider Vinho cho biết thêm, hoan nghênh Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai cơ chế đặc thù, mang lại lợi ích cho người thu nhập trung bình, thu nhập thấp. Bider Biển Ngọc mong mỏi, cơ chế chính sách đột phá sẽ tạo động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết các vấn đề, trong đó có nhà ở xã hội. Bider Hugo cũng cho rằng, cơ chế đặc thù khi triển khai sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người dân TP. Còn Bider Hà Trang thì gửi gắm, hy vọng người thu nhập thấp sẽ có cơ hội tiếp cận được nhà ở xã hội. Nhiều Bider cho rằng nhu cầu về nhà ở xã hội rất cao, nhất là ở những TP lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Do vậy, việc đáp ứng nhu cầu này là một thách thức không dễ, đòi hỏi phải quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa từ các doanh nghiệp, chính quyền địa phương, lãnh đạo TP. Bên cạnh đó, một số Bider cũng cho rằng cần hết sức công khai, minh bạch để nhà ở xã hội được đến đúng đối tượng. Bider Nguyễn Chí Hải nhấn mạnh, đã có giải pháp cụ thể, nguồn vốn và quỹ đất. Giờ chỉ mong là nó đến đúng đối tượng thụ hưởng. Xây dựng được nhà ở xã hội đã khó, mà bán nhà ở xã hội cho đúng đối tượng, theo tôi, cũng là việc khó. Mong Thành phố Hồ Chí Minh có những chính sách, cách làm thích hợp để nhà ở xã hội được đến đúng đối tượng, không để xảy ra trường hợp người đi ô tô đến bốc thăm mua nhà ở xã hội hay có kẻ đầu cơ nhà ở xã hội bán lại giá cao cho người nghèo, như từng có trường hợp xảy ra.